Thân ái kính chào cô chú thì các bạn đã tới với kênh Cuộc Sống ở Hậu Giang. Hôm nay 26 âm lịch Tết về đêm với cô chú anh chị Quỳnh Phương. Em review cho cô chú anh chị xem lô mai của chú ở Bến Tre lên đây bán nha. Đại Lộc. Từ 1,5 triệu tới lên cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị có thể đến điểm ở dưới này. Nhỏ thì tôm nó không nhiều, rẻ tiền nó không nhiều. Nụ rất là dày, nụ như cô chú chị. Cái đẹp tới quái quá. Từ khoảng chừng 150 cao là phải có một cây. Như cây này là cây liền cốt nha cô chú anh chị. Cây này rất chắc già mùa hả chú? Rồi. Cây này chắc già mùa lắm hả? Nay cũng 4 năm rồi. Liền cốt hết trơn như cây ghim luôn rồi nha. Đế cũ đẹp. Cái này đắt bị chắc cái ghe nó hay đắt á. Dạ. Lấy dịch cho dây. Cái này là mình giá cỡ nhiêu chú? Dạ. Cái này giá nhiêu chú? Này 7,5 nha. Cái này rất đáng chơi nha cô chú chị, chơi để vàng hết sảy già mùa nha. Đó, đại lộc mà già mùa là chơi ok luôn á. Mấy cây lớn để em review cho cô chú chị mình xem bông mấy cây lớn nha. Ở đây là đại lộc già mùa nha cô chú. Chuẩn bông chuẩn nụ luôn nè. Đây là đại lộc. Ghép cây này mình ghép được 3 bo. Khoảng tầm 2 triệu là mình cũng có một cây lớn rồi nha cô chú chị, không có cao lắm nha. Ghép một bo thôi nè cô chú. Nụ đẹp nha. Đang mới bắt đầu bung nè. Cô chú anh chị có thể đến điểm bán mai đại lộc. Ở chỗ này là chỗ sửa xe nè cô chú anh chị. Đối diện quán nổ tủ nha cô chú anh chị. Khách rất là đông đang lựa cây nha cô chú anh chị. Cái đó thì giá rẻ. Cái đó là gì? Cái cây nhỏ nhỏ đó giá như chú? 150. Cái này như là cúc trân châu á thì phải nha cô chú chị. Cây nhỏ. Người tới 36 cánh rồi đó. Cái này giá tầm nhiêu nha chú? Mày có 150. 150 nha cô chú anh chị. Dạ. Để liền cốt luôn nữa nè. Đấy đẹp luôn nha. Bông nở rất là chuẩn nha cô chú. Đây này đang nở nè. Cô chú anh chị mua về mà thấy giống ok nha. Trăm rưỡi lô này nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị thích nào chơi liền cốt nuôi để bạn ha, chọn luôn chuẩn ngụ luôn nè, chuẩn ngụ đại lộc. Mày còn có một mới nữa chưa, bưng vô cháu nó nhà mai lại rồi nó ấy đó, cái vô cháu vào quá chuẩn ngụ luôn cô chú anh chị. Còn như cái này là cúc tân châu hả chú? Cúc nhỏ nó bán rồi về. Bán 2,5 triệu mình có những cây lớn này nha cô chú anh chị. Như cây lớn này cô chú anh chị tầm khoảng 2,5 triệu một cây ha. Ghép già mùa nha. Dễ chơi cho cô chú mình ha. Đại lộc nha cô chú anh chị, chuẩn bông chuẩn nụ luôn. Nhân giống thoải mái, lấy bo thoải mái nha cô chú anh chị. Không sợ bị đốc luôn nè. Đó. Cây
kéo tới đâu là chuẩn ngủ tới đó. Này cái gì nữa là cô chú anh chị. Con ghét này cũng khá là già. Lô này cũng rất là chuẩn nha cô chú. Đó, cây này quá biết luôn. Cây này mà cắt kéo liền cái bo nó bị lớn cô chú chị, mình cũng được cái luôn á. Một bo chuẩn từ trên xuống tới dưới luôn. Quá đẹp cô chú anh chị nha. Đúng là đã lọc nhìn thấy mê nha. Cái nụ tròn tròn như là chuẩn bông hết nha cô chú. Như cái này là quá già mùa luôn. Liền bích mặt cắt luôn nha cô chú anh chị. Là chuẩn đạt nè cô chú. Chùm luôn nha cô chú anh chị. Chùm hoa đại học. Hoa đại lộc còn có thêm cúc phở hương nữa nha cô chú anh chị nha. Là như cúc tăng trâu hả chú? Này cúc 24 cánh. Cúc 24 cánh. Cây cúc 24 cánh là giá nhiêu chú? Cây đó 400. À 400, cây to lớn, giá rất mềm luôn. 400k, một cây để bàn lớn nha cô chú anh chị. Cái lô này là 400 hay sao chú? Có đủ cỡ. Đủ cỡ phải không? À, đại lộc 238 đủ cỡ. Dạ, đại lộc này nhiêu chú? Lộc 500. 500k, dễ dễ chơi luôn. Cúc 24 cánh là bông rất là có duyên nha cô chú. Cúc 24 cánh 400k. Rồi, cô chú chị có thể đến điểm mua mai. Giá cực kỳ rẻ này nha cô chú anh chị. 400-500k, 200k. Cúc này 58. Đại lộc thì 150 thôi. À, rồi em xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem clip của em ha. Kính chúc cô chú anh chị một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.